Xin chào quý vị và các bạn Mời các bạn nghe chuyện ngắn Câu chuyện bên chiếc tròi trung cá Của Hoàng Trọng Muôn Do tác giả tự đọc Một câu chuyện nhỏ về tình bạn Tình yêu được học trò Ngây thơ, trong trẻo Mang theo những chiêm nghiệm về cuộc sống Của tuổi mới lớn trước việc học hành Trước những sự đồn đoán của người lớn Và sự hồn nhiên trước những người hiểm nguy Câu chuyện có yếu tố tâm linh Nhưng sẽ không cảm thấy sợ hãi mà vẫn luôn mang đến sự ấm áp tình người. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tên của cậu ta là Lưu Ngọc Lân. Đó là một học sinh giỏi của lớp chọn toán 12A5. Một học sinh cả trường đều biết vì hầu như sáng thứ hai đầu tuần nào cũng được thầy hiệu trưởng và cô bí thư đoàn trường nhắc đến bằng một giọng trìu mến yêu thương một học sinh nam mà nhiều đứa con gái học dốt các môn tự nhiên ở trong trường đều coi là thần tượng nhiều đứa khác nhất là những đứa con gái học giỏi các môn xã hội cho là hâm là đần và chúng thường trêu chọc mỗi khi có dịp đứng gần chúng trêu chọc đến nỗi cậu ta ngượng đỏ cả mặt lúng túng bỏ đi đó là một cậu học trò có dáng cao lênh khênh, ốm nhách, có khuôn mặt xương xương. Lúc nào trông cũng có vẻ khắc khổ, thiểu não, như một anh nông dân vừa bị mất mùa. Lân luôn mặc chiếc quần bò mốc thích, cáu bẩn, trông khá bụi nhưng cũng khá đẹp trai và nam tính nữa. Cậu học giỏi nổi tiếng ở trường về các môn tự nhiên, giỏi đến nỗi, bọn con gái trong lớp luôn gọi là chiếc máy vi tính. Cậu cũng là một con mọn sách hạng nhất, Đến nỗi không một chủ hiệu sách nào trong khu vực không biết đến cậu. Đến nỗi trên gương mặt của cậu luôn phải gắn thêm hai chiếc đít chai to tướng, dày cộp. Sau các buổi chiều, Lân thường ngồi lại một mình ở lớp, cặm cụi làm bài tập, cho đến lúc ngoài trời nhập nhẹm tối mới đứng dậy ra về. Từ nhà Lân ra trường chỉ khoảng hơn 3 cây số, nhưng có tới hai con đường đi khác nhau. Một con đường nhỏ, trải đá răm đi tắt qua cánh đồng lúa, dài hơn ba cây số. Còn con đường lớn hơn là đường giao thông liên xã, rộng rãi, trải nhựa phẳng lì thì vòng ra hơn rất nhiều, có lẽ phải dài hơn gấp hai lần con đường đi tắt. Chính vì vậy mà Lân thường xuyên đi đường tắt và đã lân la làm quen rồi trở thành thân thiết với bác hội. Người đàn ông già cả, đơn độc nhưng khá niềm nở và vui tính đang làm chủ cái ao cá rộng hơn 5 hecta trên đường đến trường của cậu. Ngày nào cũng cũ ghé vào thăm bác, chuyện trò với bác một lúc khá lâu, vì cậu sợ bác sẽ buồn khi suốt ngày chỉ có một mình lủi thủi bên chiếc tròi canh. Dạo này đã vào cuối năm học nên cậu phải học suốt cả ngày, bù đầu lên vì sách vở, bài tập nên cũng lâu rồi. Cậu không có khoảng thời gian ghé vào chiếc tròi canh cá của bác hội để trò chuyện cùng bác nữa Nhiều lúc cậu cũng nhớ bác Cảm thấy lo cho bác Vì biết đâu bác ngã bệnh mà không ai biết Nhưng rồi thời gian cứ cuốn cậu đi Cùng với bộn bề chăn trở Vì kỳ thi khó khăn Vất vả Cậu cũng chẳng có nhiều thời gian nghĩ về bác hội Cậu tự nhủ lòng Chắc bác hội cũng hiểu và thông cảm cho mình Khi nào thi cử xong xuôi Nhất định lần sẽ ra ở ngoài tròi Với bác hội vài hôm Để hai bác cháu có nhiều thời gian chơi cờ tướng và nói chuyện với nhau. Một buổi chiều, như thường lệ, sau giờ tan trường, khi bạn bè đã về hết cả, ngôi trường trở nên vắng hoe, tĩnh lặng. Lân lại ngồi một mình cặm cụi làm bài tập, cho đến lúc ánh sáng trong phòng chỉ còn nhờ nhợ, không nhìn nhìn rõ mặt chữ nữa, cậu mới chịu đứng dậy, gấp sách vở cho vào cặp rồi ghé qua trà bác bảo vệ ra về. Thật không may trời nổi cơn rông, gió bốc từng nắm bụi trên mặt đường tung lên mù mịt. Lân cố gồng người lên đạp xe cho thật nhanh, nhưng xe vẫn chảy ị ạch vì đi ngược chiều gió. Mưa bắt đầu đổ xuống xối xả như chút nước, khi Lân mới đi đạp xe được nửa đường. Nước tràn trề chảy lên mặt cậu, làm cậu tối mắt đôi mũi, không đi tiếp được. Cũng may lúc sáng đi học, Lần đã kịp bỏ bộ quần áo mưa vào cặp Chứ không thì bây giờ cậu đã ướt như chuột và đang run lên vì rét Chợt nhớ tới bác hội và chiếc tròi canh cá Lần vội vã dắt xe vào Vốn đã quen thân nên cậu không cần gọi cửa Dựng xe ở ngoài rồi tự ý đẩy liếp lách vào trong Bác hội không có ở trong tròi Có lẽ bác về ăn cơm tối chưa kịp ra thì trời đổ mưa Chợt Lân giật mình khi nhìn thấy một cô gái còn trẻ lắm Có lẽ chỉ chạc tuổi lân Đang ngồi ôm gối co do trong những góc tròi Cô gái chợt ngước lên nhìn thẳng vào mặt cậu Làm cho cậu bất giác giật mình lùi lại Một cảm giác trờn trợn Làm cho chân cậu tê cứng Nửa người nổ hết gai ốc lên Chiếc tròi tối om ngột ngạt Thỉnh thoảng những làn chớp lòng nhằng bên ngoài trời Xiên có kẽ liếp Làm cho mọi thứ trong tròi trở nên lập lòe, mờ ảo Không gian âm ẩm đặc quánh sự im lặng lưỡi lân như tê cứng lại tai chợt ù đi chỉ có tiếng thở thở nặng nề gấp gáp của lân đua cùng tiếng sớm mì ủng tiếng gió gào rú bên ngoài trời và tiếng mưa ảo ảo rơi lộp bộp liên tục trên mái nữa cố gắng hít thở một hơi thật sâu lân dần dần lấy lại được bình tĩnh cậu định hỏi cô bé tại sao không thắp đèn lên mà lại ngồi sợ hãi một mình trong bóng tối như vậy nhưng lại thôi lặng lẽ quả tay tìm chiếc bật lửa để bên cạnh chiếc điếu cày bộ ấm chén vào một chiếc đèn bão bật lửa châm vào đèn ánh sáng vàng bọt tỏa bừng khắp khoang tròi làm cho gương mặt cô gái trắng bạch đi tai tái lần hỏi mà chợt cảm thấy giọng của mình run run lạc hẳn đi bác hội không có ở đây à cô gái chậm rãi nhìn lân từ đầu đến chân như dò xét như phán đoán lân lén lén nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào gương mặt của cô. Cô nhìn thẳng vào mặt của Lân, giọng có vẻ khó chịu. Anh biết rồi còn hỏi làm gì? Ông ấy bị mệt. Thế bạn là người nhà của bác ấy à? Lân tò mò hỏi lại. Cháu nội. Cô gái trả lời ngắn gọn, rồi buồn bã nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã như có điều gì tâm sự. Lân im lặng. Cậu không dám hỏi thêm vì sợ cô gái chạnh lòng Có lẽ cậu cũng đang rất bối rối Không biết xử sự như thế nào Khi bất ngờ gặp một người nhà bác hội trong hoàn cảnh này Mà đó lại là một cô gái Còn rất trẻ con Có vẻ mặt hiền hậu Có đôi mắt đen láy to tròn rất đẹp Nhưng lại có điều gì đó u ẩn rất buồn Lần định bắt chuyện để phá tan bầu không khí im lặng Đến ngạt thở này nhưng lại ngượng đỏ mặt lên khi chợt nghĩ trong chiếc tròi nhỏ bé chơ vơ ngoài đồng không mông quạnh giữa lúc trời tối mênh mông và cơn mưa dai dẳng mãi chưa chịu ngớt chỉ có lân và một đứa con gái rất xinh anh có sợ không cô gái chợt lên tiếng trước làm đứt mạch suy nghĩ của lân lân giật thót mình khi nghe tiếng hỏi rất nhẹ nhàng của cô gái cậu lắp bắp sợ gì cơ sợ ma 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 đâu lân chật nói lắp bóc và bắt đầu cảm thấy rờn rợn ngoài đồng vắng vẻ thế này lại giữa đêm mưa gió từ đây cách bãi bãi tham ma không bao xa có thể gặp ma lắm chứ thầy giáo dạy vật lý vẫn luôn khẳng định là không có ma nhưng biết đâu đấy cả nghĩ lân càng sợ run bắn người lên mồ hôi ướt đầm đìa cô gái cười khúc khích kéo lân trở về với bản tính lạnh lùng của cậu anh sợ đấy à em là con gái mà còn chẳng sợ nữa là lân lại ngượng đỏ mặt lên ngoài trời mưa ngớt dần và tạnh hẳn tiếng ếch nhái kêu um um vang khắp cánh đồng tiếng cuốc lẻ bạn bắt đầu cất lên những tiếng kêu khắc khoải Ra giết nghe thật buồn thảm lân định chào cô gái để về nhưng thấy cô vẫn ngồi ôm gối mặt buồn bã như chực khóc nên lặng lẽ dắt xe đi về đến nhà Cậu mới thấy tiếc hủi tiếc hụt Vì đã quá tồ Không biết bắt chuyện với cô gái Và không biết cách hỏi tên cô Lần đầu tiên trong đời Cậu chợt nhận ra là ở cạnh người bạn gái Cũng dễ chịu và thú vị biết bao Hôm sau Lân đi học về qua Lại ghé vào chiếc tròi canh Bác hội vẫn không có ở tròi Hình như bác chưa được khỏe Nên chưa ra trông ao Chỉ có cô gái hôm qua đang ngồi một mình trong tròi Hôm nay trông cô có vẻ tươi tỉnh hơn Đang cầm một quyển sách Vẽ những ký hiệu rất kỳ quặc Đọc một cách say xưa Lân đến cạnh cô mà cô không hề biết Mãi sau cô mới phát hiện ra Sự có mặt của Lân Ngoài trời để mưa hả anh Nghe cô hỏi với giọng châm chọc Lân lung tung gãi đầu Ồ không không Tôi chỉ muốn hỏi thăm bác hội đã khỏe thôi chứ mà Cô gái dương đôi mắt trong veo lên nhìn Lân Làm cậu ta ngượng đỏ mặt Anh quen em ông em à Lân lặng lẽ gật đầu Cậu cũng không biết giải thích thế nào Khi mà hôm nay Cậu trở lại đây cũng chỉ muốn gặp lại cô Cô nhìn Lân một lượt rồi hỏi Anh đang học lớp 12 Và học khá có môn tự nhiên lắm phải không Nghe cô gái hỏi Lân trợn tròn mắt ngạc nhiên Sao bạn biết À, là em đoán vậy thôi. Các anh lớp 12 vào dịp cuối năm học này thường không có thời gian để cắt tóc, cạo râu. Hơn nữa sợ thi cử không may nên thường để đầu tóc bù xù, đúng không? Với lại ngoài chiếc bị cói của anh ghi chẳng chịt những công thức, những con số mà những người học rốt các môn này chỉ nhìn thấy thôi đã chóng hết cả mặt rồi. Lân gật gù công nhận tài suy luận của cô, cô gái chợt hỏi. Anh có thể giúp em học thêm cái môn tự nhiên không? Những môn này em học yếu lắm. Câu hỏi của cô làm lân trao mày suy nghĩ. Cậu đang có bao việc phải làm, những công việc của một học sinh cuối cấp. Hơn nữa, đã bao giờ cậu dạy học cho ai đâu? Liệu có dạy được không? Nhất là khi đó lại là một người bạn gái. Nhưng nếu không giúp cô học bài, có thể sẽ chẳng bao giờ Lân còn được gặp cô nữa. Nghĩ vậy, nên lân gần đầu được thôi nhưng học ở đâu anh giúp em học ở đây được không vào có buổi chiều tối khi anh đi học về ít ra là đến ngày ông của em khỏi bệnh lân quen với cô gái từ đấy bây giờ ngoài niềm vui học tập lân còn hào hứng chờ đợi mỗi buổi chiều tối đến thật nhanh để cậu được gần cô hướng dẫn chỉ bảo cho cô học tập chiều nào đi học về cậu cũng không quên ghé vào trời canh và giúp cô gái làm các bài các môn tự nhiên. Cô được học lớp 11 và sống với gia đình trên Hà Nội. Cô tên là Diễm Thu, từ giọng nói trong trẻo đến khuôn mặt thanh tú, nước da trắng hồng đều toát lên vẻ đẹp của một cô gái thủ đô. Lần này bác hội, ông nội của Thu cưới vợ cho cô út. Nên gia đình Thu về ăn cưới. Sau đám cưới chú út Bác hội vì lo lắng, vất vả quá nên đã đổ bệnh. Thu rất muốn chăm sóc ông nên xin bố mẹ cho nghỉ học để ở lại quê một thời gian cho đến khi ông khỏe hẳn. Nghe Thu kể lại, lần chợt bâng quơ mong cho bác hội cứ ốm thật lâu để cậu có nhiều thời gian gần gũi cô hơn. Để bố mẹ Thu đừng vội quay lại đón cô về Hà Nội. Rồi lân trần ngượng ngùng, khi bất chợt nhận ra sự hẹp hòi ích kỷ trong cách nghĩ của mình còn thu cô coi lân là một người anh trai vì bố mẹ thu chỉ có mỗi mình cô thu chẳng có anh chị em nên cũng thỉnh thoảng nhõng nhẽo với lân cô mong muốn lân sẽ thi đỗ đại học năm nay để giúp cô ôn luyện sang năm thi đại học lúc ấy cô sẽ dẫn lân đi chơi khắp hà nội kể cho lân nghe chuyện phố xá chuyện lịch sử hồ gươm cột cờ và thưởng thức những món ăn mà chỉ riêng hà nội mới có mỗi lần như vậy lân lại thấy trong lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ rất lạ rất ngọt ngào một chiếc máy vi tính vô cảm cũng đã biết yêu đời hơn biết hát khe khẽ niềm vui đã giúp lân không còn biết mệt mỏi cho học tập nhiều khi cậu học quên cả ăn cả ngủ làm cho cả nhà no cuống lên những lúc ấy lân chỉ cười phụng phịu nói với mẹ bao giờ đỗ đại học con sẽ ăn ngủ bù Dạo này, người trong làng đồn ầm lên một câu chuyện rất kinh dị, làm cho cả làng xôn xao. Bọn trẻ con sợ quá, tối ngủ im tin thít. Đó là chuyện họ gặp ma, bị ma giữ trên con đường đi qua chiếc ao cá mà Lân vẫn thường đi học, vì đây cũng là con đường tắt đi chợ huyện. Những người có dịp đi chợ qua đây vào buổi sáng sớm, đều kể rằng họ nghe thấy tiếng một người con gái khóc nức nở, rất thảm thương. Nhưng nhìn mãi xung quanh mà chẳng thấy ai những người phải qua đây vào ban đêm đều nhìn thấy một đứa con gái còn rất trẻ ngồi ở tròi canh cá lúc ẩn lúc hiện mái tóc xõa xuống che kín gương mặt luôn hướng ương mắt nhìn về phía xa rất xa nhiều thanh niên trong làng khi biết không có ai trông ao cá đã rủ nhau mang vó mang kích điện ra đánh trộm cá nhưng lần nào nâng lưới lên họ cũng chỉ thấy chiếc đầu của một cô gái lăn lông lốc và nhé răng cười khen khách làm cho họ sợ quá. Vứt hết đồ ở đó, bỏ chạy về làng. Mấy hôm sau cũng không dám quay lại lấy đồ nữa. Những người dân sống ở cuối làng, gần chiếc ao cá, thường đóng cửa để chập tối, không ai dám ra ngoài. Đêm đêm, họ thường nghe thấy những tiếng hú dài, như gọi ai đó từ rất xa vọng lại, nghe trần trợn, sợ hết cả da gà. Những người bảo dạn nghe xong chuyện vẫn không tin, và cho là chuyện của người yêu bóng vía họ đã làm những cuộc kiểm tra và tất cả đều sợ hãi trở về từ đó họ trở thành những con người nhút nhát những người yêu bóng vía thì càng sợ hơn mới chập tối đã không dám ra ngoài cả một bầu không khí ma quái rùng rợn bám lấy bủa vây khắp làng và cả một số làng xung quanh có lẽ cả làng chỉ còn lân là người duy nhất không biết sợ và không hề tin chuyện đó. Lân chưa nhìn thấy ma bao giờ và cho rằng đó là chuyện mọi người bị ám ảnh mà tưởng tượng ra thôi. Trong khi ban ngày cũng không có ai dám đi một mình qua ao cá thì Lân vẫn đi học qua đây. Rồi những câu chuyện ma quái cũng bắt đầu làm cho cậu suy nghĩ khi mà các buổi trưa suốt từ ngày quen Thu mỗi lần đi học qua ghé vào tròi chẳng bao giờ gặp Thu trong đó cả. Cái đầu máy vi tính của Lân không cho cậu yên Chẳng lẽ chỉ có buổi tối Thu mới ở đó thôi sao Sao Thu lại không sợ ma Trong khi bọn con gái tôi đến Thì không dám đi ra ngoài một mình Chẳng lẽ Thu là con ma nữ Như mọi người từng gặp Nhưng ma sao lại hiền và xinh thế Chẳng giống như lời kể của mọi người Một chút nào Lân không tin Vì suốt một tháng qua Lân đã giúp Thu học bài, làm bài tập Chẳng lẽ ma cũng biết học Biết nói, cũng giận hờn được với con người hay sao chưa bao giờ Lân được nghe ai đó kể về một con ma như thế. Thu không phải là ma. Có lẽ ban ngày không có ai trộm cá, nên Thu không, không cần thiết phải ra tròi. Hơn nữa có bơ hội ra ngủ cùng, nên Thu mới không sợ như thế chứ. Cứ tự hỏi và tự trả lời như vậy, nhưng Lân vẫn thắc thỏm không yên. Cậu vẫn không thể lý giải để thuyết phục được chính mình với nhiều câu hỏi. Nhiều hôm lần cứ ý định cố tình nán lại thật lâu sau buổi học tối với Thu Nhưng Thu nhất định không nghe Cô dục lân về vì ngài bố hội ra bắt gặp Hoặc nếu có ai qua đây nhìn thấy Khi trong chiếc tròi nhỏ bé này chỉ có một trai một gái Lân định nói rằng mọi người sợ ma nên tối không dám đi qua đây đâu Nhưng rồi lại thôi Dù sao cậu cũng chỉ muốn gần Thu thêm chút nữa Nhưng như thế cũng sẽ rất bất tiện và không hay cho Thu hơn nữa gia đình cậu không yên tâm lại kéo nhau đi tìm thì rách việc dạo này mọi người vẫn dặn lân phải về sớm và cấm cậu không được đi đường tắt đến trường lân không sợ ma thu là bạn lân và ở tròi canh chẳng có con ma nào như mọi người kể cả chiều nào toán học về cậu cũng đi lối tắt về nhà và bao giờ tới tròi canh cậu cũng dừng lại ghé vào tròi giúp thu học bài Thỉnh thoảng cậu cũng để dành vài quả ổi Quả na trong cặp sách Để khi về đưa cho Thu Nhưng cô không ăn Cô bảo chỉ ngày bé mới thích ăn những thứ đó thôi Nhưng bố mẹ không mua cho Bây giờ lớn rồi Thu không thích nữa Chiều mùng 1 âm lịch đầu tháng Lần vào tròi Thế mùi hương trầm tỏa hăng hắc khắp nơi trên sàn có một nải chuối quả tiêu quả rất to để trên một chiếc khay nhựa màu đỏ Bên cạnh là chiếc bát đựng mấy quả trứng luộc còn để nguyên cả vỏ. Một quả bóc vỏ để trong chiếc bát con đựng muối. Một bát con đựng lưng bát nước và khúc của cây chuối dùng làm bát hương. Trên cắm ba nén hương vừa cháy hết nhưng vẫn chưa kịp tắt. Thu cầm nải chuối, bẻ rời ra mấy quả đưa cho Lân. Còn cô bảo mình không thích ăn. Thấy Lân có vẻ chưa hết ngạc nhiên, cô giải thích chuối ông chuối ông em mang ra đấy hôm nay mùng một đầu tháng ông em thắp hương xong nhưng chẳng có ai ăn nên mang tất cả ra đây lân thấy ngờ ngợ một điều gì đó nhưng vẫn đón lấy quả chuối trên tay thu bóc vỏ chậm rãi ăn rất ngon lành thu ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cậu mặt buồn rười rượi như muốn khóc làm lân thấy mũi lòng cô nói với một giọng buồn buồn em sắp phải xa anh rồi lân hốt hoảng em đi đâu bố mẹ em đón em về hà nội à không em phải đi xa lắm nơi đó anh không biết được đâu nhưng anh cũng đừng buồn anh sắp phải thi đại học rồi đấy anh phải thi đỗ rồi hôm nào nhập trường em sẽ đón anh đi chơi lân cầm chặt tay thu cảm nhận được bàn tay cô đang run lên vì xúc động mắt cô hoảng hốt nhìn đến nơi khác cậu luống cuống hay bây giờ em đến nhà anh chơi cho biết nhà bao giờ nghỉ hè về quê thì vào chỗ anh thu vội rút tay ra khỏi tay lân lắc đầu không được đâu ông mà biết sẽ mắng em thu im lặng nhìn về phía chân trời xa rất xa nơi có khoảng trời sáng rực đấy là hà nội ở đó có bố mẹ thu có bạn bè và ngôi trường thu học bao nhiêu kỷ niệm bỗng chốc chợt vỡ òa làm thu bật khóc tức tưởi lân cứ lúng ta lúng túng đi quanh cô mà không biết an ủi thu bằng cách nào thu chợt quay lại hai mắt đỏ hoe ngân ngấn nước cô nhìn lân thật lâu rồi bất chợt đuổi lân về để cô được ngồi yên tĩnh một mình cô đẩy lân ra khỏi trời canh đóng liếp lại rồi tiếp tục ôm mặt khóc lân đứng tần ngần bên ngoài không nói được câu gì mãi sau Cậu bỏ về Mà lòng cứ thắc tỏ một điều gì đó không yên Bên đường Bụi chuối khẳng khiu vừa bị một cơn gió lớn ảo qua Xô vào nhau khô lùng bùng Rồi sẽ rách đướp những tàu lá xanh non Đầy sức sống Chiều nay ngồi trong lớp học mà ruột gan của lân cứ nóng như lửa đốt nhấp nha nhấp nhổm không yên chỉ chờ tiếng trống tan học vang lên chưa đợi thầy giáo cho ra khỏi lớp lân đã xách cặp chạy như bay ra ngoài lán lấy xe rồi vội vã phóng xe về vừa tới ao cá lân đã sững người lại hai chân cứ díu vào nhau không thể đi tiếp được có một cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ lân mùi khói hương nghi ngút làm cậu cay cả mắt nước mắt chảy ra ướt lạnh gò má xương xương xung quanh ao cá rất đông người bác hội đang ngồi trên bờ lặng lẽ khóc có lẽ nước mắt đã chảy ngược vào tim nên người bác thỉnh thoảng lại run lên bẩn bật mới có mấy tháng không gặp mà trông bác đã già sọm đi hai má hốc hác lần lặng lẽ đến bên cạnh bác và chợt cảm thấy có điều gì không ổn. Cậu lắc rất mạnh vai bác hội và hỏi dồn dập những điều mà ngay bản thân cậu, cậu cũng không hiểu mình đang muốn nói gì. Dưới ao, sư cụ đang làm lễ cầu hồn, chiếc cậu gọi hồn người chết làm bằng bẹ chuối được thả nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lần linh cảm có điều gì đó chạy chẳng lành, chạy như bay lên tròi canh, ngó quanh một lượt rồi hét lên, không, không thể như thế được, thu không thể chết được cậu lao nhanh xuống ao Chỗ nhà sư đang làm lễ gọi hồn Có ai đó ghi chặt cậu lại Với một cánh tay rắn chắc Và một giọng nói quen thuộc Ấm áp vang nhẹ bên tai Thù đã mất được 49 ngày rồi cháu ạ à. Hôm nay gia đình đang làm lễ gọi hồn cho nó Bác hội chỉ nói được có vậy Rồi lại khóc nấc lên Phải cố gắng lắm Lần mới không bị ngã khuỵu xuống Khi hiểu ra tất cả Tì ra hình ảnh của Thu trong suốt thời gian qua mà Lân quen biết Chỉ là oan hồn của một người con gái bị chết khi còn quá trẻ Thu đã về ăn cưới chú út Đã ra tròi này chơi với ông Nhưng một lần sảy chân bị ngã xuống ao Khi ông chưa ra kịp Anh Lân, anh Lân ơi, em ở đây cơ mà Lân chợt giật mình, nghe tiếng gọi rất xa Rất mơ hồ, từ đâu đó vọng lại Đúng Thu rồi. Thu đang ngồi trên chiếc thuyền rồng rất to, xung quanh có quân lính đứng hầu rất oai phong, cờ lọng che dợp cả chiếc ao. Lân bơi thật nhanh theo mà không kịp. Cậu với tay gọi rất to, nhưng do mệt quá nên giọng nói hổn hển, như sắp hụt hơi. "Thu, Thu ơi, chờ anh với." Thu lắc đầu ra hiệu cho lân quay lại. "Anh không đi được đâu." quay về đi Cố gắng thi đỗ đại học năm nay anh nhé Khi nào anh đỗ Em sẽ quay về đón anh đi Hà Nội chơi Lân vẫn cố thức đuổi theo Nhưng tự nhiên nước xung quanh ao Đóng băng cứng lại Đen ngòm Cậu bất lực nhìn chiếc thuyền chạy như bay về phía xa Rồi mất hút Có cái gì đó lành lạnh Lan trên cổ Làm Lân tỉnh giấc Mở mắt ra nhìn mọi người bên cạnh lân là cả nhà lân bác hội một người đàn ông và một người đàn bà còn khá trẻ lạ lẫm đang lo lắng nhìn cậu thì ra cậu đã hôn mê hai ngày khiến mọi người lo cuống cả lên bắt ai cũng đỏ hoe chứ khóc bác hội bẫy tay gọi hai người lạ đến cạnh lân đây là bố mẹ của thu họ lo cho cháu lắm đấy lân khẽ gật đầu mơ màng nhìn ra xa tất cả đối với cậu cứ như một giấc mộng khủng khiếp và hãi hùng. Cô gái mà cậu mến nhất giờ đã là một con ma nữ, đã đi xa lắm rồi. Nhưng cậu vẫn mong gặp lại Thu và tự hứa với mình sẽ thi thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cô. Sau khi Lân bình phục trở lại vì bị sốc và quá kiệt sức, bố mẹ Thu trở về Hà Nội. Họ đã xin phép được bố mẹ Lân nhận lân làm con nuôi lân cũng xin họ được những tấm hình của thu để trên bàn học để ngày ngày cô nhắc nhở lân quyết tâm đỗ đại học trong kỳ thi sắp tới nước mắt tự dưng lại trào ra cay xè lòng lân quặn đau